sống rồi. Qua đây đứng, qua đây đứng. 8 người. Qua đây đứng. Rồi, đứng đứng xếp hàng đi. 8 người đúng không? Chiều 44. 7 người. 78. Chưa 8 người, 7 người. 1 2 3 4 5 6 7 7 người đúng không? Rồi, lại thêm người nữa. User left your channel. Hả? Lão Tuấn, Tuấn đâu ra? Tuấn là bên kia mà. Tuấn lấy hết cái slot rồi. Ủa Tuấn? Đâu, Tuấn giúp. Đâu ra, đâu ra, Tuấn lấy slot giúp mà. Ờ. Dạ. Dạ. Cái đó làm mà. Rồi để xíu, để xíu. À, mấy người đây 1 2 3 4 5 6 7 đúng không? Bây giờ chia hai team. 4 3. Chia thiếu đi. Bây giờ á mấy du không cần bấm U lên mấy du cho một team đâu, mấy du mỗi người mấy du một team. Đổi tên đổi màu thôi đúng không? Mấy du chỉ cần đổi tên thôi. Bây giờ ví dụ. Ví dụ à, từ mình chưa có bỏ cái. Rồi ví dụ nha. Giống như là thí dụ như là Trên Johnny Hương Bùi cây một team đi. Thì Hương Bùi là lead đúng không? Thì Hương Bùi sẽ đặt tên của group là bao nhiêu cái gì cũng được. Thí dụ như là Bravo đi. Thì Hương Bùi sẽ là Bravo 1, cây Bravo 2, Johnny Bravo 3, rồi Chen Bravo 4. Được chưa? Đó là cách đặt tên của Shotgun. Hiểu chưa? Rồi, đó. Ờ, bây giờ mỗi người một group luôn chứ không phải là tất cả chung một group, mỗi người một group luôn. Hiểu không? Rồi đặt tên group của mỗi người đi. Rồi bây giờ chia 4 3. Rồi bây giờ á, một team phải có lead. Nhắc lại một team phải có lead để liên lạc với lại AC nữa, A control nữa. Rồi cho Johnny lead Bravo 1 đúng không? Johnny là lead. Lead Bravo 1 đúng không? Thì thứ nhất đó là du giống như là du có cái gì du liên lạc với lại A control, giống như là Bravo 4 của My cần đáp để sửa chữa thì để My clear đường băng. Hoặc là Bravo 2, Bravo 3 cũng tương tự như Du liên lạc với lead còn lại để bảo là team My cần hỗ trợ để máy bay của nó bay qua, giống như vậy, hiểu không? Giống như Du lái tăng vậy, giống như vậy đó. Hiểu chưa? Đó, thì Du biết chỉnh hai lần số trên radio nhà đúng không? User joined your channel. Cái gì? Bây giờ chơi team 4-3 nè, bây giờ 4-3 nè, bây giờ 4-3 nè, sao không? Ok. Anh biết cái gì, qua đứng đi. Tại vì đứng đi, qua đứng đi. Đưa đặt ra đi, đặt ra đứng. Lên, go. Cái mương bồi với Johnny đó, đã. Đứng nhanh lên. Ôi đợi, Alpha 2 rồi. Chưa bắt đầu. Chưa bắt đầu. Tôi chung bắn không. Team 3 là team bảo vệ sân bay nha. Team 4 là attack. Hai. Đặt tên whiskey không? Nhớ là sợ chút cái whiskey không đó. Whiskey đọc liếu lưỡi á. Đọc dài lắm. Rồi Alpha. À vô rồi. Gì ấy? Súng đâu rồi? Bếp anh thật, bếp tướng mất cả bếp phải. Trời mà đeo. Rồi, tập trung nè. Rồi, bây giờ chia chưa? Chia team chưa? Từ từ, mình chia. B23 đâu? Ủa, B23? B23 cứ B1, B2, B3 được rồi. B23 cái gì nữa, đọc cho nó dài. Đọc máy dài quá rồi. Ừ. Charlie 1. B2, B3 đâu? À, B2, B3 đâu vậy? Cậu rep 3, Bravo 3 năm hả? Còn cái câu xem B3 nè. B4 đi. Ủa, hai team mà. B3 đó, có B4 rồi. B thì Bravo thì Charlie thôi. Charlie chí. Ờ cũng được. Có hai team mà. Chứ Bravo rồi lộn team sao? Alpha thì Charlie có ủa lộn mà có Alpha với Bravo không mà. Chứ team Ground mà. Team Ground là team gì? Team Rounded hình như khác mà. Hồi nãy mình có hỏi chế độ chứ kêu khỏi gì.
khỏi luôn, chắc kêu khỏi luôn, cứ đặt lên tải. Thôi để mình đặt alpha. Ok. Thế Bravo mình là tần số gì nhỉ? Cái câu ID ấy. Quẩy. Alpha đặt nếu được. Fuck. Chú ao hành cái group ra tao group rồi. Ồ. 1.2 nhá. Ở BL, BL rồi, BL rồi. Thì ấy, phụ nhật đâu. Là máy bay rất là rất là kiếm ơi. Ôi má. Ôi, 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 What does she wear? Too much. Kamikaze xong, nhảy xuống máy bay móc cái kiếm về chơi tiếp. Đấy, bị bờ rách cho con số lục ấy. Đang lại máy bay mà bị hỏng, bật xuống ra xong cầm lục bắn. Tôi bật dù làm sao dù cầm lục tôi chấm hỏi. Rồi, xong chưa, nhìn tôi chưa? Rồi. Xong rồi đúng không? Đếm có 13, có 16, what the fuck? Là 3, tiên 3. Tôi có 16, chấm hỏi 16 là cái gì? Không, rồi đặt 16 đi. Móc phút, bê ba đâu? Đổi bê ba đi, rồi phá lại đi, phá lại đi, mất công có người nhận vô. Rồi Charlie là số mấy nè? Ôi lộn alpha là số mấy chưa? Alpha chắc là 4.1. Lấy 41 đi. 41.1 chắc tim của ao lấy rồi. 71.1. 71 á? Như thấy trong 1. 1 là để 41 luôn, khỏi chấm 1. Rồi đó, cái này giữ gọn lắm thôi, để mẹ... Để 71 đi. Ai lại đi. 71 đi, 71 đi. Chứ hết đường rồi. Hả? Elite Bravo. Elite cái này hơi khó nhỉ. Từ từ. Cái tên nó nằm đâu vậy? Đi cùng hỏi nữa, Elite. Mà dùng Elite biết đi sao đó. Radio này mỗi lần. Là đây, mày đồ bấm xuống cho mày đồ bỏ chung. Yeah. 1.1. 1.1 đó. Rồi, 71.1 ạ. 1.1. Rồi, về Kurabo là nhiêu cho này? Để mốt sẽ bóng cọp check em. 51.1. Mình có rác không chứ? 51. Check. Good check. Mày đưa vô để 51 rồi, mà trên mặt đất có lộn không? Không, mình 71 mà, mình 71. Chắc luôn. Ờ không? Trên này kìa, trên này kìa, trên này có 51 kìa, 51.1 gì kìa, cái là chụp với ra dưới mặt đất không? Vô để ra, à lộn, vô để 71.2 kìa. Ờ, 71.2 đi. Đỡ, đỡ rối. Tìm cậu ấy, tìm rồng, sao thì mút. Ờ, cây 71.1 cấp chát. À, đi có nút chào. Đi có nút chào. Trên 51.1 không chát. Ngồi qua. Rồi, sẽ lại 71.2 đi. Ủa, còn nói thì sao? Kinh, trôn, cắp lóc. Trên 51.2 cấp chát. Mình đổi thành 74.2 trên đây. Oh my fucking god. Ok. Mấy you nghe được đi đâu. Đi. Má thần. Đèn 71.2 ước gì được nổi nón ha, đổi nón cho đem tính đồ nhìn nó ngầu ngọc xíu. Không. Thì chúng ta hôm nay không được đeo Kamikaze là phải như thế này. Ôi chưa được. Ôi you còn. Nếu đeo mặt nạ. Cứ check 71.2. Cứ check it. 7-0 và không cần đeo mặt nạ luôn. Đúng. Mặt nạ chọc pussy. Ôi, ai rồi, có mass, bài mặt cái được cầm súng luôn. Hả? Chắc mình nghĩ là hôm đầu tiên mình ra súng được chết. Dù nó ở đâu đó. Thu phố quá tốt. Ở sao mình có súng vậy? Ôi sao mình có súng nhiều quá trời. Ai cột quá, chắc được tiên ra. Sao tiếng của du nhập gì vậy? Ừ, lại chỗ nào nó bị hư á. Thường á, mình không biết. Mình có đi check, mình có điểm trọng mình check. Nó hỏi cho thử. Rồi, đây là cái thứ nhất, cái này là cái hai chất. Rồi, cái thứ hai là cái ammo, cái đường supply. Tụi nó hết đạn nó đáp xuống thì mình chỉ cần đậu cái chiếc này. Chiếc ammo tức này gần cái chiếc đường băng này có ngắn quá không ta? Không, đường băng này lại dài đấy. Đủ đáp á, chứ không ngắn quá đâu. Không, mình là dài đấy. Rồi, dài dài đấy, bây giờ đủ dài để đáp á. Đó thì cứ tắt động cơ. Cho nó tự lượng thôi. Rồi, đó là hồi sẽ cho tin mà đất thử. Rồi. Đi chỗ khác. Chửi. Rồi thứ hai là để window nhìn vô cái chiếc tiêu chất này thì ở ngoài đổ xăng sao cho mình đổ xăng vậy. Thứ nhất để window nhìn vô. Đó vô cái phần refill. Tắt cái nozzle. Tắt cái fuel nozzle nè đó. Có cái fuel nozzle trên tay rồi. Rồi. À thấy không? Fuel nozzle không? Ủa, thì công hết rồi, dỡ lên, 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 dỡ
connect to nó rồi. Mày đây chắc bay vô tàu đợt. Ôi trời ơi. Thì cũng rồi thu tiền mình. Quát à, wifi cho nợ, cho nợ, cho nợ. Cho nợ gì nhà ta. Phi công không có súng nào chờ. Đấy, I mean to be fair là vô rớt máy bay là vô đi luôn. Oh my god. Vô rớt máy bay là vô thành ground team. Hay bắn chuột cái không? Mấy cái chiếc máy bay địch đó, lượn lượn trên đây nè. Cho đội mặt đất bắn, một nó bắn chúng mình thì mình có được cấp chiếc máy. Tao bay mà gần mặt đất hả? Đó, phòng không team mình bắn hết máy bay team mình. Team kia đang trên đổ xăng cho máy bay. Dẫn đồ xăng sửa với mày. Thôi quá đừng có nói phòng không tìm mình bắn mà tìm mình nữa hồi tí thiệt vậy. Kiểu bắn lít mà lít quá đà. Lít quá tới máy bay mình luôn. Lít quá đi không? Mấy ông bắn. Mấy ông bắn. Mấy ông bắn. Mấy ông bắn. Mấy ông lít dữ quá. Đâu. Mày vui ra cho sân bay vậy. Sợ cái thôi. Nói gì vậy? Khổ đây không nhìn thấy khổ của Mỹ đâu. Đâu dù đang đâu, vì không thấy dù đâu. Chỗ sân bay, chỗ mức cấp về máy bay. Lấy xe mua lại. Hoặc là đè ở đó, lái lại gần. Quả đè pháo bắn hả? Lắp ATA. Chứ gì là dòng pháo của con bia không? Đó. Ừ, rồi bê ở chỗ của mình là xong nó tự động nó được lưu giam cho cái máy bay. Chắc là hào cấp chơi được. Chắc đánh nhau đâu mà cắp chờ. Sao đấy còn chưa có khổ đây. À thời đó còn chưa thôi. Ở này 43 3 4 đổ xăng thì như mà đời thôi. Cái lộn vậy thằng nào cấm. Không biết nó văng ra đây luôn á. Đồ má, lần đầu này bay rén quá. Yeah, what the fuck lần đầu. Thực chiến, thực chiến, sorry. Yêu biết, để mình sắp nhá. Gus bảo là Gus không thể chờ làm lục quân được. Và làm gì à? Làm mẹ ground team được. À, đó có bài sau xuống làm của đầu tiên thôi. Ôi, có pháo không không luôn nè, trời ơi. Pháo này có thấy sai không tu? Hả? Thấy quân Mỹ mà pháo này có sai sai không? Ủa, có giờ, mình, giờ ở chỗ mình có cái mod đó thì mình ở một thế thôi, chiến ngoại. Mà còn mấy khẩu ấy mà này không? AA của Đức luôn á. 12.7 xong 20 ly không? Có hàng của Đức đó. Đó, cái fuel nozzle xong mà gắn vô. Vô đổ xe, thì lúc này. Đó, thì lúc này thằng. Đó, đúng roleplay luôn thấy không? Đúng á, lâu lâu trải nghiệm mới không? Đúng trải nghiệm luôn, má. Đúng game siêu siêu luôn. Đi vẫn đang nghĩ đến cảnh hạ cánh xong rồi mày cắm này vào xong máy bay nó vào bay nó bắn mình. Tụi bay vào chứ, tụi bay. Tụi bay vào bay bị. Hả? Im lặng rồi sao? Yeah, give feeling food into our baby. Cái thằng pilot trên máy bay nó phải báo. Ừ, nó lên không biết đó, nó phải báo. Là nguyên một cái quá trình này thằng pilot phải ngồi trên máy bay luôn. Pilot là gì thế là? Bay to lo rồi. Are you cool? Are you cool? Oh my god. Đây được cái này nó trong cái animation nó có gì aircraft carrier xong rồi return ngầu vậy. Quay đi. Quay. Cái ở đây có chúng ta có bao nhiêu một chỉ thằng ở đây có mấy cục bóng bốn này cầm lên máy bay cửa kiểu này cũng vui bút chúng ta có bao nhiêu đầu quá luôn mọi người nhớ đem em rất nha
Về gì? Lâu lâu go. Không không. What? Cái vấn đề ở chỗ á là bao nhiêu phi công để đáp khẩn cấp nó sẽ rớt là mới vô phải chạy ở đó. Chứ nó không tám luôn đó. 12 cái rồi có đủ không chứ? Cái gì không? Bốn ra bò đó. Có nghĩa là sẽ có những thằng nó bị emergency nó landing. Hoặc là nó landing nó chúi đầu á, lúc đó vô phải chạy lại đó vô làm cho nó. Cây gà cu tìm vô. Nhưng mà thằng này nó đáp lại đó cho vô mới vô này. Cho vô. Gà cu bay à. Ừ đúng rồi đó. Bốn bay à. Nhưng mà tìm bốn người. Thế thôi đi đổ bốn bốn nữa. Hoặc là đâu. Cú ơi đâu thì bọn nó bay đâu. Thôi gì vậy? Thằng bộ chạy. Chạy đó tôi. Thằng luôn vô kìa. Tao luôn. Tao luôn. Rồi đâu, sao tim đủ chưa? Có được vô là đủ 88. Ồ đủ 44 đúng không? Là 44 đúng không? Rồi bây giờ ai lead? Nè. Ai lead qua thằng bùi cho mày à. Rồi xếp hàng đi. Nè. Xếp hàng đi. Rồi mấy bạn ok đi. Rồi team ai lead xếp hàng đi. Còn mi đang lẻ nhé, mi đang lẻ nhé, hiện tại là mi đang lẻ giống hỏi gia cu tiếp nào. Vô alpha đi. Vô alpha đó, vô alpha thêm người kìa, alpha 4 kìa. Ừ. Tạo một cái group riêng, sau đó là đánh tên ra là alpha 4 rồi, vậy thôi. Xong thấy alpha bay đầy cả. Ủa mà vô bay lần nào chưa? Mi á, mi hôm qua thể hiện cho mấy vừa đấy. Mấy vừa phải tin mi. Thì biết nói chung là có 12 chiếc á, làm sao là ban hết 12 chiếc đi rồi. Giờ xếp hàng đi. Dạ yeah, được 4 chiếc rớt rồi đó. Rồi chưa? Rồi bây giờ nghe nè. Cho lên 20 được không? Cho lên 20 được không? Rồi bây giờ nghe nè. Thì lúc cất cánh là theo procedural nha. Là Johnny sẽ là người cất cánh. Giống như thí dụ như là Alpha cất cánh trước đi. Dạ tốt. Ví dụ Alpha cất cánh trước đi. Thì Hưng Bụi sẽ là người cất cánh cuối cùng của Alpha. Giống như là Du sẽ đi ngược từ 4, 3, 2, 1. Du là người cuối cùng với cất cánh. Đúng không? Thì My sẽ là người ra lệnh cho Du cất cánh. Ví dụ như là My sẽ bảo Du là Alpha free to go. Thì Du phải canh sao giống như là cắt nhầm đoạn á để cho cất cánh nó không bị đụng nhau. Rồi hiểu chưa? Rồi tương tự như Alpha luôn. Rồi lúc hạ cánh thì phải báo rõ cho My team nào và nói chung là chiếc máy bay nào hạ cánh để My báo team ở dưới clear được không? Ví dụ okay. Giống như là Bravo 4 cần hạ cánh đó, hoặc là Alpha 3 cần hạ cánh. Còn cái đó thì mình sẽ prioritize. Nhưng mà phải biết tình trạng nha. Ví dụ giống như là một người hết đạn và một người bị hư động cơ thì mấy Du phải biết báo cho mình biết là người nào cần đáp trước. Hiểu không? Okay. Ấy à, vậy là nhưng mà chỉ đáp được một người một thôi đúng không? Chính xác chỉ đáp được một cái thôi chứ không có vụ mà hai ba thằng đáp đâu, vừa thấy đường bay này như không nhớ chân đi ngả. Vậy là trường hợp mà nếu máy bay mi bị gì là mới báo cho thằng lead, rồi lead nó sẽ báo về cái air control đúng không? Du báo về lead sẽ báo về air control. Rồi, còn okay nếu đó. Mà Du biết hoạt động hai kênh thì Du có thể báo thẳng cho mi. Rồi ok luôn. Bây giờ nếu mà Du không biết hoạt động hai kênh, Du không biết hoạt động một kênh thì Du báo lead vô. Rồi thêm một cái nữa, đáp là đáp từ phía bên hướng east sang hướng west ai như vậy. Đáp là đáp từ hướng east sang hướng west đúng không? Là đáp hướng này nè, đáp hướng bị mà rồi thấy không? Không bao giờ đáp ngược lại. Ok. Được chưa? Tại vì đáp ngược lại Du sẽ thứ nhất là Du xa cái trạm sửa của mình. Thứ hai là Du sẽ bị ngược hướng, Du sẽ bị nói chung là khi Du bay ra khỏi ngoài map á, phía bên trái map á là Du sẽ bị mất cái phương hướng tại vì cái GPS của Du nó không có nhận định được. Nên là recommend đáp từ đáp bên phải. Đáp sao thì chuyện Du. Nổ thì thôi có 12 chiếc. Tăng lên 20 được không? Không. No. Tin mày phải hiểu đi. Tìm cái cầu áp lực quá. Đáp đà, đáp tuổi. Hết chưa? Rồi. Bay thì bay sao cho nó đàng hoàng nha. Nói chung là Du sẽ cất cánh. Nè nghe nè. Cái này là hết up trước luôn. Là Du sẽ cất cánh trong cái sweat. Nghĩa là địch sẽ bom bót cái đường bay mình trong lúc Du cất cánh. Holy shit. Chừng có cánh nào gì lại cháy. Được phát rồi sao? Thì thôi. Du sửa. Có người sửa Du. Ok. Hiểu. Nói chung là việc đó là việc bảo vệ đường băng là sẽ do team mặt đất bảo vệ. À ok chưa? Team mặt đất. Ngắt lời Tuấn một tí. Tí thằng nào mà rớt xuống mà làm team mặt đất thì chỉ có lái xe thôi nhá, không được ngồi trong phòng không. Cái gì? Thằng nào trong team phi công ấy mà rớt xuống mà thằng team mặt đất ấy là sẽ phải lái xe rồi chứ không được phép ngồi phòng không. Đó. Đó, thằng nào mà phi công mà ngồi phòng không là mình xử bắn luôn. Nói chút cho các bạn nghe.
chung cây á, tìm phi công bị đối xử. Nói chung là mấy du có mấy du có 12 chiếc thì ai ai mà rớt trước, nói chung là tùy theo lead. Lead giống như chỉ định là ok cho đó, lái chiếc tiếp theo thì ok. Còn thí dụ lead bảo hồng mày rớt tới điểm là mất, đúng không? Lead để dành cho mình một chiếc hay không? Nhưng mà nếu du mấy du mấy du nói chung là bảo vệ được cái hạm đội đó trong một thời gian nhất định thì có reinforcement tới, chung là nó sẽ đem thêm mấy chiếc máy bay tới cho mấy du. Nice. Nhưng mà nghe nè, chiếc nào thì không biết. Chọn chiếc 13, chiếc 13-6. Chiếc 2 cánh, chiếc 2 cánh, chiếc 2 tả. Rồi vậy thôi, rồi đó. Vậy. Đang cho xin lên lý con E16 được. Ý là my plan thì vẫn có mấy con canh giờ như... cho mình confirm lại. Giờ là mình đáp từ mấy yêu nhớ. Là từ hướng này qua nè. Mấy yêu nhớ gửi training pilot đâu. Đấy từ hướng này qua. Mấy yêu nhớ lúc đáp nó loạn nào không? Có. You can just fuck off. Fucking job. Hôm nay còn mẹ loạn hơn. Rồi ok. Rồi, good luck cho đồng chí nha. Cây đau rồi. Qua đây làm gì bao đây? Tự chỉnh sang tần số. Sợ quá, chưa gì đã bắt rồi. Đây đi vào nhá. Như nói là mày du thấy hướng đi trên bản đồ ấy. Thấy hướng của mình là hướng này đúng không? Yes sir. Ừ. Thì mình cất cái, mình sẽ cất cái từ đây ra. Yes sir. Đi cất cái từ đây ra đây. Và mình hạ cánh ấy, thì mình phải hạ cánh từ hướng ngược lại. Để sao cho máy bay của mình nó đáp vào đây. Thì team sửa trước được ra là sửa mình luôn. User left your channel. Quan Diu ơi, hình như Mi không nhìn được cái phần chỉ điểm của Diu. Đây, Mi bảo, bây giờ nhá. Ok, mình đang ở đây đúng không? Mình sẽ đáp về hướng west đúng không? Đúng rồi. Mình đáp từ hướng east đúng không mọi người? Mình đáp từ đây qua đây này. Mình phải cất cánh, mình phải cất cánh từ east sang west đúng không? Nếu mà mình đáp từ west về east. Dù bị ngược rồi, thương. Nhưng ngược rồi, cái trạm sở nó nằm ở kia kìa. Cái trạm sở nó nằm ở kia kìa. Thì Dư phải đáp từ East sang West để đáp thẳng nó chạm cho nhanh. Chứ tiếp ra đây là bọn nó đéo ra rồi. Đông khách, thì đéo ra. Ôi, bảo là nếu cho trường hợp mà đáp nhầm thì thôi bọn nó phải ra sửa mình thôi. Và theo đúng trình tự là thế. Ôi, Mr. Cần chọn ship đây. Ôi, nhưng mà tí nữa là Mi đi đầu á, thật luôn á. Thật luôn á. Thì 4 đi đầu, xong đến 3, xong đến 2, xong đến 1. Em cắm vào rong bờ nghe nha Mi. Rap ơi, Mi bị áp lực, rap ạ. Rồi qua chiến lý. Không, bay đi. Sao pick English? Không. Cô buồn quá đi, du được vào ground force sớm. Đâu, thế thì mình sẽ không vào mình chi trước rồi. Ba cả. Thôi rồi đi, đi. Để mình kiếm một súng á. Một súng vậy. Trường hợp mà bị nặng quá, nói chung là dòng du sẽ có AI. AI mà sao thì em nên chở AI. Đưa cho phi phát phi tội đó. Nói chung là bị sai. User joined your channel. Thì tại sao phải bởi cái fuel tăng là tại vì cái fuel tăng này á khi nó nổ nó sẽ tạo ra một cái vụ nổ rất là lớn. Ở trên fuel tăng nó có hai, nói chung là quay AI đó, ở trên đó nó bảo vệ nhưng mà chung quy thì nó là bấm phục đó. Đây, đúng không? Dù bấm được cái nút khóa đi. Lúc nào? Cái nút hình ổ khóa. Rồi, đó là 2 chỗ dù bảo vệ, ở dưới cái này là center nữa là 3. Rồi, đừng nói nha. Dù bảo vệ được 3 cái hình ảnh đó thì không quên, sau một thời gian được không quên sẽ có thêm máy bay cho họ. Ok. Rồi, quên đó. Máy bay. Dù bật radio lên đúng không? Chưa được chen. Rồi. Vô vậy? Xong YouTube cái này nó nhỏ nha, cái này sai nhỏ nha. Cái này sai objective là cái này nói sao chính thôi. Cái support thu nhập. Được không? Rồi nghe nghe nghe. Giống như thí dụ ở dưới có thể tụi support thu nhập nó sẽ dù vô là giờ mày chỉ lo cái phải hạ cánh thôi. Đó súng của dù sao. Cái chết rồi. Còn họ phải rơi xuống đất mày căng gà cho tới khi mới dù bảo vệ được cái hầm đội thôi. Tao phải lái cũng phải my plan. Nếu mà dưới bận qua bận này hai cánh hướng này. À, từ hướng này nè, từ hướng này về đây nè.
Rep đây, Rep đi hỏi là lần này chúng ta có radio không? Mình không thể có. Nhớ nhỏ là bài radio của Team Alpha mình là 71.1. Cái đoạn mình đã không trang bị radio rồi, lấy ở đâu? Dù có radio, dù bấm on TP này. Dù là radio long range á. No, I do not hear shit. Long range á, thì ấn cái gì chứ? On P. Cái mi. On LP, ALTP. ALTP, à ok. Nếu mà để speaker thì là CH171.1 đúng không? Đúng rồi. Không nghe gì à? Xong thì con set dù sẽ thấy nút set là cái nút menu á. Có vậy à, ok. Rồi. Vừa đó vừa control cấp lock để nói chứ không phải là cấp lock. Ra cù ra được chơi. Được chơi rồi. Long rank nhiều ơi, long rank nhưng mà khoan đấy. Ok, nó không bị đối giao trên Discord. Tao dùng kiến gì? Sửa bắn rồi. Nếu mà chú cảm thấy nó quá gánh nặng thì chú có thể gia nhập Grand Fork từ sớm. Không ăn táp được, không ăn táp được. Ý là nếu mà máy bay được, chúng ta nhập Grandpox luôn. Để slot còn lại cho kiểu rep user joined your channel. Để cái máy bay còn lại cho rep bay, sau khi nào mà tiếp viện đến thì máy bay nhiều thì thích bay bay thôi. Nhưng phải tiếp viện đến. Ông tiếp viện sẽ đến sau một thời gian. User in your channel timed out. Mi có súng. Đi bật súng ra mình cầm súng đi bật. User joined your channel. Có Recruit và The Training cùng Caesar ấy. Caesar nhưng mà ủa sao Caesar lên BF xe thằng kia nó mới lên cái xe vậy. Chơi ít chơi ít. Không có rồi. User joined your channel. Ấy chào đồng chí. Hả? Đồng chí. Lấy đồ con cho bạn. Ném khẩu súng lục ra đi. Rồi lát xe này sẽ chở mới vô nha. Bây giờ mới vô có để xíu máy giờ. Rồi sớm, để xíu đi, 5 phút nữa đi. Khoảng 10 phút, 10 okay. 15 phút đi để mình tập. Okay, 10. Bọn này nó hơi loạn. Ok, 15 phút nữa. Mấy hàng hàng hơn bồi xong cái súng đó. Cái đồ vi sư bắn. Boss nè play. Thôi nói. À 71.1 có cái cấp chết. Vào bên kia. Chết. User joined your channel. Bắn được bắn hư kìa. Sửa đi. Thấy có người sửa. Con tim chạy ra sửa. Sửa bằng niềm tin. Đấy, cầm lấy bắn đi. Thôi mi không muốn đi view rồi. Thôi tìm con quân đứng bên đi. Tìm con quân đi ra chỗ khác nghỉ. Vô phòng ngủ đi. Tìm con quân vô phòng ngủ đi. Tìm con quân vô phòng ngủ đi. Đi ơi. Đâu, tìm con quân cho mượn cái xe đi dạo. Cho mượn chiếc xe đi dạo. Vô chiếc phòng ngủ. Đêm cấm chết sau chín. Tầm bao nhiêu phút nữa bắt đầu nhỉ? Cái gì vô? Rồi cái gì? Tầm bao nhiêu phút nữa mình bắt đầu? À 15 phút. Ok, mình sẽ tập. Đêm cấm chết sau chín sơ. Vô chết mặt đất chết sau chín. Đây là cái gì đấy nhỉ? Vô trong này có brief không? Vô không cần chết sau chín đâu. Nhưng cần chết sau chín đâu, tại vì nó gọi cái control rồi mình gọi vô cho. Lên tháp. Lên cái tháp control. Tháp Fato HQ, nhà bị khóa cửa rồi. Johnny cho mi hỏi. Thích sau chín view đấy gì không? Mình vào chỗ nào mình ngủ. Mình nhớ là cái phim đó là bọn phi công là đang đi xe đi chơi thì phải. Vô chú bảo rách đi. Kiểu đang đi dạo quay cái đảo sau á, máy bay bay tới. Nhưng mà nó xem mới nó xem mới rep. Chúng ta đang là Australian Pearl Harbor mới đúng.
Ơ nhưng mà nếu mà mình là người Úc phải cho mình bay về Hurricane. Có gì á? Đúng số vậy tốt. Ai ai đâu? Đây đây đây. Ai kìa, ai ai kìa, ai đó nó cắt sọc xuống đây kìa. Nó mày là flash nó chưa cho viên vô đầu rồi, mày đó. Thôi, mi đi tắm phát. 50 phút mi quay trở lại. Để dư quên. À, cho mi hỏi lại nhé. Kể hơn 10 cho mi hỏi. Mất quay cho mi. Alice vô một cấp check sao chưa? Ok ok. LTP. Tôi nha, chứ nha. Rồi, 169. Đưa chết 39. Thằng này từ hấp NPC thôi. Thằng này là sai. Tôi thấy cái flag quay không? Chưa đủ. Mấy thằng đây chui vô tháp ngắm cảnh nhìn làm tiếng nhạc vậy mà hồi má y bé cuồng What are you doing? Huh? Oh my god! Oh god! Oh my god! Gecko Yoda's best hotel prices on the app. Download it today. What the fuck? User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. What the hell? Oh my god. Man, you should not see this. Mặc. Mấy dư thợ mẹ vậy. Cái đó gì đó. À cái đồng đĩ trong đây vậy đâu. What the fuck? Đâu cái cửa này. Hát chạy đi. Vô luôn, vô luôn. Có tình hồ. Ok. Còn hết cởi đồ nhảy ra. Đồ phải ra. Đang chị đang. Nào đi ra. Thành quê đi bước chân về thành tài giang không tình nghĩa đây phụ thuê nhiệm vụ làm chi
Hey, turn the Dan. The real guy. Go ahead and move it. Oh shit. Oh my god. Nó đủ quá, ra ngoài nè. User left your channel. Get the user. User joined your channel. Gì thế ra ngoài vậy? Vô tự nhiên thấy vô canh chừng mà đây canh chừng. Rồi cũng chết rồi. Hey coming. Trong này có nhiều đồ hay lắm. Vào làm cái bánh đi. Ăn ngựa cao su không? Hey cậu. Ôi đồ mày. Ôi ông cậu. Ôi đồ mày. Chào anh trai vào mấy này mà thấy mấy cây nó bắt tiền á. Dance, you turn. Yes, I'm crazy. Đây. What? What the fuck? Chú. Đồ quá ngon, đồ. Ủa cắt đồ. Oh my god. Đồ của em út rồi. Chạy đóng rồi. Go back. Hello sir. Anh có ai ở ngoài không vậy? Có đóng cái cửa lại. Rồi đâu gọi cái đồ phật. Cái đồ bị chảy máu. I'm bleeding help. Chết rồi. Lại phải mặc áo vào để bó. Chết rồi. Mặc áo rồi mới có bạn đẹp. Không là để em chảy máu. Như cầm cái nhầm đồ như rồi. Chết rồi ai mà. Ủa, Uni. Cái này đây phải áo của mi. Rồi áo của mi đâu rồi? Áo của mi có lên đường này mà. Mi thỏ rồi. Nhưng mà áo kết nè. Oh shit. Áo của ai rồi? Mi mặc áo của... Mà nó không có tên. Đâu, là đánh bài đâu? Là đánh bài. Trời chạy xuống. Tới. User left your channel. Tới, công an tới. Chạy nhanh cái nữ của em. Tôi đây. Anh nhiều. Hả? Đâu em? Tua hết một thằng hoa. Mi phát hiện có một thằng phi công Nhật giả cả trang làm ấy mà.
Mẹ nhìn cái mắt đúng. Bọn em tập đánh vần mà anh ơi. Thôi này nha. Đấy nhìn mắt yeah. Mẹ đúng dân dân Nhật Bản này. Đâu thằng học đều nha. User joined your channel. Chết nha. Rồi đủ mà dismiss. Đi à, con là bị tới tháng trình này gì mà rồi kiểu gái rồi thằng nào thằng nào giúp mình tại với mình nằm mình không che hết được lúc điêu hồi còn đúng chắc Air Force mấy luôn quay mấy nồi rồi má tuyệt vời bao phải mình sẽ làm bố mẹ em với Vũ. Tại sao Vũ lại đi đâu ghi mi? Go away. What the fuck? Đừng có đón ghi mi đi. Chết quá quá. Cái gì? Ai là kim không bắn? Không rồi, bắt đầu không? Nóng quá, nóng quá. Ủa chân quân bạc hả mày? Ủa chân quân bạc hả mày? Ủa chân quân bạc hả mày? Ủa tao nha. Mày đâu có tay mày nha. Có gì đây? Có bài đâu Attention. Attention. Mấy thằng này chưa đánh bạc về quần áo nè. Oh no. Oh, Objection. Ura Teddy. Nói gì nó nghe lên nó lại coi. Không, nào chưa đánh bài đâu. Sao rồi? À, đánh bài cô đồ hết. Đâu, thằng nào chưa đánh bài đâu. Gì cơ? Đánh sạch coi. Đánh bài cỡ đồ hết. Để tiếp mình. Đánh bài nghe lại. Chú dâu. Ủa có thằng ABC nào nó đi vô vậy? Để chưa team nào? Chưa team nào thủ sân bay team nào chưa? Chưa team nào thủ sân bay team nào? Mấy vô tự chi đi. Rồi, Johnny. Team vô thủ sân bay hay là thủ tàu? Mình bị đứt tai rồi. Mình không nghe thấy gì cả. Đi dạng hết người. Thế bọn vô thủ sân bay á, mình bị đứt tàu. Ok. Hello. Hay dùng một lượt lại. Nếu sửa thủ sân bay thì công việc cũng vui dễ dàng. Johnny à, tại Dư đấy Johnny à. Tài quá. Thì là mình hết người đúng. Đi cơ. Giúp mình tay với ơi. Thì Dư thủ, thế Dư muốn không tạo thủ sân bay. Dư xem cho đi. Tên bộ biết lái với lại tên hung bộ có đâu. Đáng thù tâu. Thù tâu này gặp tún. Tạo bọn nó AA kém. Được. Thù tâu có khả năng gặp tún bán dài. Còn gặp tún nữa. Dù khi nào gặp tún nhớ hú hú 17 quá. Có cả Steve đấy kìa. Vậy Steve cũng ngồi trên kìa. Có Steve với lại Vin. Có Steve nữa. Ghê. Vin nữa. Có Steve có Vin nữa. Phải ghê quá gì? Về mình ra, mình lái đối đầu với hai người đó. Ba người Tuấn, Tiết, Vinh. À, ông mày. Má ba ông. Dễ. Ông sao tôi 8 trời 3. Phi công toàn phi công chơi một ngày. Bây giờ. Đắm nhau một cách Air Force Commando. Ba là đánh cầu hay ối lộn đánh thuyền hay bảo vệ thuyền hay bảo vệ sân vậy? Thì chỉ hai tiếng đó bảo vệ hoàn đảo này. Chơi luôn. Chơi chung chung quá. Được. Ai cho chạy? Ủa, cái thuyền mình đó đúng không? Ủa? Thì ở đó thì sân bay với lại tàu cũng là gần nhau mà lo gì? Ủa, đi bao giờ bắn nhau vậy?
Như bắn tùm lum luôn đấy. Thì mà pha ready rồi nhá. Ready. Bắn tùm lum. Các bác sẽ Sammy bị đỏ đâu vậy? Đi đá đá, đi đá đá. Mimi hiểu rồi, ok ok. Giờ bị hết bà đèn này, giờ lấy cái. Tấn tấn mà tạm 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 tạm. Chân đi skin. Cái đó thì đi cái đó. Kinh kích 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 kinh kích. Bây giờ không điên này cái radio bị bủa rồi. Là không 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 có nói chuyện qua radio được nữa. Xong ngán này có thằng nào đây? Nó xong ngán kênh 71.2 nè, có thằng của pilot đấy. Có thằng pilot của ba bộ á. Má chờ cả buổi xong đang bị tụi bắn lết. Yeah. 5 phút bây giờ bị tụi bắn gớt. So good. Không mà không hết. Ai mọi người à, tôn nạc tôn nạc tôn nạc tôn nạc. Ê gác 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 cho mi cái Sam ơi. Gánh Sam cho mi bánh 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 thằng lồn nào vừa đe dọa mi vậy? Vậy lồn đủ quá rồi, vô làm rip nào rip nào rip nào. Rip chờ rip rồi em ra control. Giờ rip rồi. Đây let's go. Rip nào. F-box 1 đó đúng mà F-box 1. Tung. Ôi lồn lồn, attention. Tung. Cao tim là cao tim, e tim là e tim ơi. Rồi cao tim lấy mình xếp hàng, lấy mình làm chuẩn, xếp hàng sau lưng mình nhìn về phía nào. Rồi xài speaker vậy. Rồi chuẩn bị vậy. Là mày nó. Cái này cái kia. Mấy anh phi công xem bây giờ, cao tim nói 1 tiếng rồi. Rồi ok, thì hôm nay là một ngày trời tốt lành ha. Mình được hạm đội Mỹ gửi qua Úc. Mình được hạm đội Mỹ gửi qua đây để nói chung là để tập huấn mấy hàng Úc bay lượn để nó có thể phản kháng với mấy Nhật. Mấy Nhật thì nó đang cận kề rồi, nhưng mà mắt thì tin báo bảo là không có gì xảy ra hết. Mình đang ở châu ở gần đất Úc ha, nên là cũng an toàn. Rồi, chung quy là vậy. Nhưng mà hôm nay mấy anh được off một ngày nên là, well, mấy anh có thể được nghỉ ngơi. Chui vô nhà chốt.
Nhưng mà chung quy thì nếu có báo động thì mấy anh phải tập hợp đủ lên xe. Có hai chiếc xe ngoài đó thì team nào là team đó chạy tới điểm đúng. Thì vị trí của team E-team á là nằm ở cuối đường băng bên phía west, là có máy bay ở đó đã được sửa chữa và cấp đầy đủ, nhưng mà phải có lệnh mới được bay. Rồi vị trí của team mặt đất á là nó nằm ở cái trạm radar đó, thì không gì xảy ra thì có thể đi vòng vòng đó hay là nói chung là bảo trì súng bảo dưỡng gì đó tùy. Rồi nhưng mà còn nữa mấy cái mà trang thiết bị đó thì nó sẽ nằm ở cái hangar á, nếu mà cần thì vô đó lấy. Có câu hỏi gì không? Được. À, không có hỏi gì thì vô nhà ngủ đi. Nghe có động rồi chưa à? À, đi ngủ đi, đi ngủ đi. Ngủ rồi, ngủ rồi. Nhà khóa cửa rồi. Nhà không vào được. Nhà không vào được. Ủa, Giác ơi, lấy được. Ồ, phải đi đâu? Mình vô tìm đi được. À, khoan, khoan, vô nhà ngủ, vô nhà ngủ, đi đâu vậy? Vô nhà ngủ. Nhà không vô được. Ra đây có camera, radar chưa? Nhà vô nhà này, cái... Nhà bên mình vô được. À, cái đi, cái đi. Vô 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 đóng cửa lại. À, mỗi người một phòng, mỗi người một phòng đi. Hai người một phòng, hai người mà. Hai người một phòng, hai người một phòng. Một cái đồng chí chúng nó đi ngủ rồi thì đi đánh bài đi. Ok. Có nhiêu là mà để ngồi đấy. Nút cái nút phẩy. User joined your channel. Phẩy. Nó phải nút phẩy. User left your channel. Tao. Hello. Có thể tình hình là vừa lấy là mi không nghe brief thì là cứ có báo động là xong bay đã bay rồi chứ. Mi sẽ ngồi tập thể dục. Có báo động là lấy xe chạy ra hướng đó. Có thể là cái bay. Nhiệm vụ lần này là chúng ta bảo vệ hòn đảo đấy đó chứ. Ủa mi không biết là hơn bùi trong bảo vệ hòn đảo hay trong bảo để bảo vệ cái đảo tàu thế này. Mi muốn đốc ra. Mình muốn đọc file, đọc file, đọc file. User left your channel. Thế thì Yu cũng bởi ở đảo thì Yu cũng đọc file, mà Yu ở tàu cũng đọc file thôi. Đọc file. Nhưng biết có lại cái tàu đó. Cũng gần à, tàu gần. À, có biết sao? Yu biết cái môn ở... Giác ơi, giác ơi. What the fuck? Yeah. Bây giờ cái xe nhập cho Medic là xe nào? Hello. Yu có để nó đi. Để cho, đây mình cho slot hơn 10 rồi. Cái gì vừa Airway, attention. Trời, quá lá lát kìa. Lấy xe. Ủa, ai lái? Tại vì lái không? Lấy đi. Ủa, team kia đâu? Mình cứ lấy xe mình. Bên này ơi. Đây. Ê, thôi, chờ. Vô lấy xe của. Trời phát. Đi không lấy xe rồi. Rồi tìm rồi. Rồi tìm đâu? Đây. Gì đổ hẻ bay ơi. Gửi medic tới đi. Air control to air unit. Để xe vào. Hạt công lên máy bay lên đó. Ui trời. Thôi xe đổ rồi. Xe bộ. Máy bay của mình cần quét. Khẩn trương lên máy bay. Quét. Lấy máy bay theo đồ hình như cũ nhá. 4321. Mình là cái máy này. 4 bay trước, xong đến 3, xong đến 2, xong đến 1. Ăn điện mà chưa gì đã bị ăn đạn không? B4 chuẩn bị cất cánh, B4 chuẩn bị cất cánh. Đấy, Cây là 2 đúng không? My là 3, Gaku là 4 à? Gaku trước xong đến Prep rồi đến cây. My hiện ra đang bị đau để My phong bó một tí. My đang bị blending rồi. My cũng đang bị blending. My cũng đang bị blending. Không biết sao.
Acton, Acton. Trời ơi, gì mới bay 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 bèo qua đâu. Grab control to Air Force, grab control to Air Force. Đó, có như Bravo ở trong khi đang đập được bay taxi ra trên bay. Stop. Đã sang bay. Mày thấy Bravo 1 bay trước, mày thấy Bravo 1 bay trước chưa có lệnh, Bravo Bravo 4 chưa có lệnh. Không, các bay trước. Bravo 4 cái cánh trước. Có biết không? Không, từ Bravo lên đã. Chờ Bravo bay thẳng ra đây bay bay. Chứ khởi động động cơ đi. Bravo free to take up. Bravo cất cánh trước rồi về mình. Thì những cái bay đã bốc khói rồi, what the fuck. Quá đi xin kìa. Mày đang ở trong cái chỗ của thằng Sen. Gravity to steel. Sen. Gravity đang bị tổn thất rất là nặng. Có bị đát ground unit, unit cần mấy đứa không? Chở cần buông tim. Mấy chở người ở giờ các cháu chưa? Phát cái đồ á. Từ đây. Chờ Bravo đã. Bravo chưa xong rồi. Đã thôi. Đây rồi. Đây á. Mấy đứa của tim đang đau rồi. Có bị đát. Tờ, Alpha A team to Bravo. Bravo bay trước. Ủa, Gaku you lay trước. À, Bravo team to Gaku. Ai là ai đấy? Chưa không? Đứng đi trước. Ờ, Discord thì có Bravo 1. Yeah, mày đi trước đúng không? Cái, không, Gaku lên trước đánh mì rồi. Gaku trước, xong mình rep, rồi you. Rồi, ok. Copy thế Alpha sẽ bắt đầu cất cánh. Alpha 4 nó đi. Mình là cất cánh chưa? Cắt cánh đi máy bay địch là có hàng cái vòng tròn ở phía dưới cánh nó, còn máy bay ta chỉ có một vòng tròn phía bên trái thôi, nên làm gì rồi nhìn cái cánh đó sao có bị cũng không bị giao tim tu tiêu tất cả các xe đều bị hư hết rồi. Alpha 2 đã cất cánh nha, rep cất cánh đi, mày đã cất cánh rồi. Thầy cất cánh, thầy cất cánh hết rồi đúng không? Mày cất cánh hả? Mày cất cánh hả? Vì thế mới bắt đầu bay lên. Mình đang tấn công bọn ở ngoài tàu nha. Copy, team mình sẽ chịu trách nhiệm ở tàu nha. Thì trách nhiệm trong tàu ở đâu? Mình chịu trách nhiệm thủ tàu. Tàu ở đâu? Ờ, không biết, quay xuống đoàn thành tàu. Air control to airport. Tàu ở North, chúng ta cần bay luôn á. Đi tàu ở đây. Bravo, bây giờ bay, có một đội torpedo bomber đang được dòng phía sân bay ở phía north của sorry phía sau của đảo bây giờ bay có bị đá ba bộ đây cố gắng giữ SP rồi thì làm cái này ground team chú đi không đen cái xe mà đẩy khác đi không rồi đây em. Cái xe dùng đẩy cho chọn băng nó nằm ở đâu? Cái xe dùng băng nằm ở trong cái hangar á. Copy Ground Force có bị lắc quá thì kêu nha. Ground Force đang rất bị lắc. Khá xe game. Ground Force đang rất bị lắc. Chứ đó gì? Ground Force đang rất bị lắc. Đang rất bị lắc hả? CO to Ground Force. Ground Force here. Có hai chiếc máy bay ở trên đường băng. Ở trong một trong hai chiếc là con người mình đang chạy ở trong á.
là sao? À, có hai chiếc rớt trên đường băng, một trong hai chiếc có người mình chạy ở chỗ. Copy. Tôi bắn cái kia mà nó không chạy. Một người sẽ tăng bắn gì đâu. Có cái logo của đình là màu xanh lá chấm đỏ cũng bắn đúng không? Chắc vậy. Dù có thấy chấm đỏ là dư bắn thì mình là chấm xanh thấy rồi. Ground team to Tio. Say again. Bọn mình không tính xác. Có bị đáp. Tio sửa bánh xe cho xe cao hư hết rồi. Xe 3 cho mình. B4 landing sir. Xe đạn rồi. B4 free to landing. B4 chuẩn bị landing kìa mày. Copy sir. Chắc lại xe coi. Vẫn còn hai chiếc xe dầu với lại xe đạn vẫn yêu. Rồi cứ đã, cứ đã. Bây giờ vai C4 chuẩn bị landing. C4 tự phát, C4 tự phát, low down. B4 touching down. User joined your channel. Bốn là đi. User joined your channel. Rồi, stand by. Mi cần medic. Go to ground force, go to ground force. Ground force here. Gửi người tái sửa cho bạn, chữa thương cho B4 nè, B4 đậu nè. Sát cái vô nè. Copy. User joined your channel. Không vui đau sao? Đó bị đát setting. Bạn cứ làm gì mà làm được đi bạn. Rồi, bạn cứ làm gì làm được đi bạn. B4 có A1 đang đau, tôi như của ai chụp rồi.
Có hơn bùi, hơn bùi nào. Bùi đang đau. Standby V4, standby V4. Có bị chết. Zero to, sorry, air control to... Mấy sắp hết sang là mấy air control to airport. Air control to airport. Stand vào lên. Destroyer Escort Hottie đang tổn thức nặng nề. Destroyer Hottie đang tổn thức nặng nề sắp diệt bia bay. Now copy. Rồi, copy đợi. Ground team đang sửa máy bay trên băng. Có máy bay định hướng nhanh. User joined your channel. Cho tôi B1. Cho tôi B1. B1. Chu đang cháy động cơ kìa, đi là vai, chu đang thật. Thật luôn. Sao có bị luôn. Chú có bị thuộc trăng, có bị đàn tràng này. Bây giờ bị thuộc lên. Một người có nguồn không? Bi đã chuẩn bị cấp kích lần 2 lên cái máy bay của Bi lại bắn cháy luôn. Quá đẹp chứ Du. Mà sẵn của mình cháy cho nó là chuẩn bị cấp cánh xong Bi bắn để cháy giữa đường luôn. B4 chuẩn sẵn sàng bay rồi sơ. Say again. B4 sẵn sàng bay. B4 xin chào Vic. Là một lá ba bỏ xuống alpha, con alpha 3 nó vô đang bắn mình nè. Alpha 3 kìa, bắn nhập Bravo 1 kìa. Copy đến 903. Ủa? Bị bắn mình, bị hồi nãy giờ có bắn đâu? Bravo, kìa, Bravo đang bảo alpha 3 bắn nhập. Ủa, bị hồi nãy giờ bị chưa bắn luôn, bị to lâu á. Chắc nhầm á, bị alpha 3 rep á. B1 free to top down, B1 free to top down, người bạn đã được chống. Đã bị đất. Alpha 1 free to top cảnh. Standby, đường bạn đi chống. Copy.
lên khởi động chiếc động cơ đi A1. Copy. Wow, Mi đụng một con máy bay Nhật, thế mà Mi không thổ lộ máy bay đấy, tuyệt vời đấy. Bên trái máy bay A1 có một cái máy bay nó bị hư hỏng. Ground team cho người ra sửa. Copy đã. This is hạm đội. Hạm đội 2 effort. Command to the Escoban yet. Đã bị chìm. Yep. Sao copy? Copy. Vào đang stand by một lần nữa. Stand by B1 stand by. Sorry A1 stand by B1 cứ landing đi. B1 stand by lùi về cho cho A1 landing trước. What the fuck? Oh. A1 stand by. Máy bay A1 lại bị một viên đạn bay trên trời chúng bắn học một cơ rồi. Alpha 3 Ê, máy bay nào đang trên đường băng thì tấp qua bên tay trái được không? Clear vào đường băng đi để xe đến cứu. Alpha 2 đang sắp hết nhiên liệu nha. Ok, A1 free to take off. Copy. Team mình còn máy bay nào không Hương được? Còn đấy, nhu lấy một cái. Còn. Không lưu báo với mấy thằng team mình ấy là cắm đầu vào vị trí của A là A bắn đấy nhá. Hướng west east hay là hướng east west vậy? East west. Biết B1 đi taxi vào cái làng bên trái rồi không có biết. Taxi Alpha 2 thì sắp hết chiều trên địa hạ cánh. Có bị đánh xe gen du là chiếc west. Alpha 2 xe gen cây. Alpha 2 đi tôi thấy đi Lituland. Có bị đánh đang vào thế lên. Alpha 2 đây, để hết chắc. Có bị đánh Alpha 2. Chủ. Nhắc ổn quá, mình bị điếc rồi nhắc rồi. Hả? Ổn quá, mình bị điếc rồi. Chứ đó gì? Ổn quá, mình bị điếc rồi. Bãi lộn giống đêm lắm. Làm lộn với em lắm mà đeo bạn. Có bạn, đủ thôi. Team của ai đang bật đi 4 á. Bãi lột cây. Cây đắm vô. Bắn đi 4 đấy, đủ mẹ. B4 mi không bắn vô đâu, mi vừa cứu. B4 mi không bắn vô đâu, mi vừa cứu vô ấy. Hai vừa đâm vô cái thùng siêu tăng của mình nha. Shit. Wow.
gửi mày đến tới chỗ A2 gần cái tăng đánh giá nha. Giờ đẩy cái xe đó ra là em bắt không nổi. Bravo 1 Echo Drone. Xem. Dạ, Bravo 3 cũng bị cần lên. Sao vào mình hết xăng rồi. Hả? Còn bay 3 mình hết xăng rồi, cần lên. Có bị đánh. Xe ô tô Crown Control gửi xe xăng tới đổ xăng cho xe... Cho bên... Hàng 10 với các cánh, hàng 10 copy. Hát, chờ, stand by. Hát 33 xin lấy các cánh. Hát 33 xin lấy các cánh. Hát 33 xin lấy các cánh. Bao gồm ra copy. Say again. Junior trên copy, bây giờ xa quá. Hát 33 xin lấy các cánh nữa. Hát 33 xin lấy các cánh. Hát 33 xin lấy các cánh. Bravo 3 đang ngả cánh. Bravo 3 cần vòng lại. Rồi, neo và bay, Bravo 3 cần vòng lại. Bravo 3 sẽ bay đi Alpha 3 cho cánh đi Alpha 3. Bravo 3 copy. Chiếc bệnh, control bia bay, chiếc bệnh. Hô, friendly fire, hô. Cất cánh đi bà, taxi, lên, kết thúc. B1 với đặt taxi ra được không? B1 với A4, xem bia và xe bay, B1 với A4, xem xe bay. Do được. B3, B1, A1 với B4, xe bay, A1 với B4, xe bay, đường taxi ra được bạch. B3 vòng một vòng lại, thì hạ cánh. A3 cất cánh này, A3 cất cánh này. Alpha 2 vô cực trường. Ground team to CO, má bỏ nó kamikaze. Cơ bị đặt. Có tổng thức nhiều. Có tổng thất gì không? B3 đâu? B3 đáp cánh của B3 nổ rồi. B3 phải khá clear nhé. Gửi người tới cái chỗ view cho tôi. B3, B1 thì tới cái chỗ. Xe nhanh. B1 cần tác cộng. Say again. B1 cần tác cộng, không biết rồi. B1 stand by. Rồi, B1 stand by. A4 đang cất cánh. Rồi, tôi ngủ cánh đi. CO gọi qua control. Ground team đang bị điếc, có gì không? Gửi người tới chỗ cây thang có hai chiếc của mình rớt, chứ lại lính đen có hai phi công đen bị thương rồi đó. Chiếc máy bay cuối cùng đang được B2 đập nha. Nhắc lại chiếc máy bay cuối cùng mình đang chơi một trời á. Còn đang đi chiếc mặt đất á.
bạn mình có bay được từ trên không nhỉ? Mình đang ở trên không? Không đâu. A2 với A4 đâu rồi? B4 có biết là địch có đạn HE không? Say again. B4 tu 69 là địch có đạn HE không? Send. Có đạn HE không? Có gì? HE đạn đổ ấy. Dùng bị nó bắn á. Ok, copy sir. Được, cũng có đạn HE mà. This is Bravo to success to discuss. Negative, máy bay chưa được sửa. Copy. Má đeo đèn là tôi rồi nữa, má tắt động cơ rồi đi bấm cổng số 1 mà nó không được tắt. Nó vô trên đó ổn không? Không. Mày thấy tổ tham chiến rồi đó, bị đẩy dập điểm đó đó. Có, tổ tham chiến nãy giờ rồi, bị nó bị chảy máu và bị không yêu được. Chỉ ra đây, dù cho mày một cái khủng bỏ cái earplug rồi, bị điếc luôn rồi. Để cho bay ra xa đi rồi cho mày xin một cái earplug ở... Mày bắt đầu yêu là mày bay là chảy máu. Như bay thao ở xa xa á. Nghe hơi khó. Đâu mà không sao. Đang rất đông, châu Mi. Bây giờ vai có một toán bomber đang đến từ hướng cô đảo Hao Cơ Bì. Hướng nào? Không biết. Hướng ít. Hướng ít, đại đất ít.
Rồi A1 ngủm luôn, rep còn rep. Mình còn đây. Má cái gì cô quá, nó động cơ không được nên là đập vô luôn. Lần trước cũng như là Alpha 3 đúng không? Chắc vậy. Hả? Dù đang còn lòng một chiếc đang bay vô đảo đúng không? Đúng rồi. À bây giờ á. Không biết cơ. Anh Minh thì mới đặt được lần sau của Dương không bị một cái bật rồi ấy này. Brown Team 2 Tio. Máy bay được hướng nào ấy? Anh cứ lấy tí vô anh. Là bao về một chuồng thành công để một chuồng thành công phần mới chuẩn cho bên hai chuẩn bị được thành công hả phần mới chuẩn cho bên hai tốt bắt đầu một bên đạo lọt qua copy trên biển trong luôn cho bị đi trên này đi trên này đó là hai cái này đó. Ủa, cái bay này là trời không? Alpha vẫn còn A3 và A4 ở trên nhé. À, thua à. Họ sẽ chết lại cái tắt động cơ luôn. B2 dừng máy bay lại, sau đó chui sẽ còn máy bay. B2 dừng máy bay lại, chui được khỏi máy bay. Ok. Thế là hết vé bay rồi, nếu như chỉ có mua Alpha 3 và Alpha 4 trên trời rồi. Mình còn ở đây. Đấy là bên mình có tin tắc không biết nào. Còn mình nhìn thấy trên GPS chỉ có mua Alpha 3, Alpha 4 bay trên trời thôi. Bên Bravo còn 10 máy bay. Alpha 2 Bravo. Bravo còn 1 máy bay luôn.
anh ơi, anh ơi. Phát hiện có hai thằng phi công ăn không vào rồi này, làm gì nó đây? Nó hết máy bay rồi. Xe không công của nó phi bắt đổ. Say again. Alpha 3 suppression refresh clearance for landing. Say again. Alpha, repeat for landing. Copy that, Alpha. Free to land, free to land. This is Alpha 2, bên còn màu còn đổ xăng. Có chân. Chúng tôi bị chứng tỏ bên Bravo là Bravo 2 đừng bắn chân mít ảnh. Bị chuyển kiến nhiều từ cho ba hơn dưới đây nhiều. Yeah. Tình hình là Alpha 4 hết đạn, nên muốn hạ cánh để tiếp tế đạn. Tạm thời cứ xoay cổ đi, ta cứ bay chờ lệnh chiều. B1, B1, hô, hô, hô. Đào. Alpha 4 quá đà, biết sao quên lại. Alpha lên theo, Alpha lên. Châu tục ra tìm. Châu tục ra tìm. Auto grounded. Vậy như thế đấy giờ kịp đâu không? Còn được 30 phút rồi. Ở đây ngoài đường băng có cần tất cả đâu? Auto grounded các bạn. Cho tìm video, máy bay ngoài đường băng có cần có cần tất cả không? Negative 19 máy bay mới mới được trả tới. Máy bay trên bầu trời trên thấp xuống. Alpha 1 tất cả. Stand by hold. Copy. Ground team to shield. Send. Cần thùng medical ở vị trí radar. Chỗ này đang thiếu medical cực trọng. Dù lái xe, dù lái xe, dù chạy về, dù lấy medical lên đi. B1 free take off. B1 free take off. B1 lái được băng. B1 lái được băng. Hô hô B1 hô. A3 A3 taxi vô cái đường lên bên trái đi A3. Copy. User left your channel. B1 take off. B1 take off. Grand team A3 cần được sửa chữa. Anh tập 4 đã hết đạn rồi nhá. Cái gì? Refill, A3 refill. Mới taxi rồi đó. A3 nó nằm chữa nào? A3 cần được sửa chữa, đáp được vô á. Ok ok ok. B1 on air. Có áp giác B1. Hello. Hello. A3 muốn chết đạn rồi, Mi muốn đắp xuống sân bay để tiếp tiến ạ. Mi cần refill á. A3 to seal. Mình cần hết xăng. Alpha 4 cần tiếp đất để resupply đạn.
A mấy? A4. Com đánh A4, Frito, Ashley standby. Standby đi. A1 cất cánh cứ đi rồi xong copy. A4 đáp luôn. Copy. Đài không luôn đi bị tấn công nó luôn. Nó bắn mi nhá, nó bắn nhầm này. What the fuck? Chưa đâu bay qua đâu. Khói dày quá không thấy nó đâu chưa hay được rồi. Nó đang vừa bay qua khỏi đài không luôn ha. Ờ vô refill với rearm đi bác. À về hướng nào có bị. Về hướng đi. Ờ refill rearm luôn, bây giờ hết xăng hết đạn luôn. Chờ bây giờ lấy. Đừng kêu men. Chờ xíu nha rep. Ờ ok. Lúc nào đầy mi kêu vô. Ok. Tàu yêu chờ tí để mi lùi xe lại nhá. Mi còn rearm được mà mi chưa rearm được. Cái tàu bị bắn không nhá. Ờ cái tim đạn trở ra thì không có tàu nào bị bắn cả. Từ khi tàu lượt qua để ý đó. Có bị sơ. Thằng đường băng vỏ clear cho dư để mi hạ cánh xuống. Mi đang vẫn chưa có đạn. Chờ lại siêu. Có mi. À H3 được hạ cánh cho siêu. À. Copy. Hàng mới đầy rồi đấy thôi. Ok. Ok. Go get them boys. Crowd team to CEO. Send. Nó bay từ hướng nào tới vậy? Nó bay qua rồi. Không thấy nữa. Xong rồi đấy mà bay. Tên kia đấy kêu. Còn có đá quá. Copy that. Ủa không, Bùi vô hỏi có ai đang lên đi không? Bị có cánh. Máy bay đã được re-am rồi nhá. Tạm 3 đã phát cảnh, tạm 3 đã phát cảnh, chơi đi. B1 vua All Air Unit là mình có một con Zero ở đây rất ngon, cái chỗ hạm đội đã phải bay dịch nào ạ. A1 copy đã tiếp cận. A3 free take off nha bà. Chờ A3 cất cánh đi. Ê, máy bay nó vừa ném bom cái airfield bên kia. A3 copy. Đó, bị đánh. Nó di chuyển vừa cái Southwest. Dù chưa cất cánh đúng không cả, Rep? Mi đang cất cánh này, tao là sắc thì. Máy bay mới nổ tí rồi. Má, ông nội chết, chưa có lệnh ra được băng mà đi nhào ra lao ra, ra được băng, chứa nhà đi. Nổ, phải cất. B1 cặp bóp kêu. Là chớp B1. B4 quyên đi sơ. B4 xe bay rồi, B4 quyên đi sơ. B4 chuẩn bị cất cánh hả sơ? B4 quyên đi sơ. Hiện tại bên radar thông tin báo là tạm thời bầu trời đen clear. Có máy bay nào muốn sửa chữa hay sửa chữa thì đang đi đùa nè, không có đạn để bắn. Sao cơ mình? Chúng ta không có đạn để bắn cả. Đội ground team tranh thủ đi chọn mấy cái máy bay nước ở đường bay đi. B4 cất cánh được không? Free to take off. User left your channel. Má không B4 bay à 26 hả?
đáp đáp xuống sân bay được chưa? Sân bay. Alpha to Rio. A4, lên tốc A4. A1, copy A1, tùy của hạ cánh. Copy, ta đi ra đi. Copy sir. What the fuck? Cái này hơi quá bạn ơi, cái này hơi quá bạn ơi. Đâu quá đâu. Ok, quá đó. Cái đúng mà nó ném trượt. Mi thấy nó ném trượt. Cái đó phải là thuốc nha. Cái hải đục như tăng lỗ á. Holy shit, tôi thấy quá nắm luôn á. Bạn ơi, quá đáng các bạn. Không, quá đáng. Mà không phải mấy nhiều mom thì không được mấy giật lắm. Biết biết. Giờ mình hết chiến liệu rồi. Nếu như là dễ rất ổn chứ. À gì mà hết nhiều liệu luôn. Alpha 4 bắt đầu hạ cánh này. B4 bay đây, B4 bay đây, đủ quá, cháy thôi. Má chung nó hoài vậy B4. B4, what the fuck B4. Máy đây, máy đây, máy đây. B4 cháy. We going down. B4 hạ cánh, B4 hạ cánh. A4 quẹ vô đường băng, A4 quẹ vô đường băng. This is the point where I'm going to go from bumper to guy away. Say again, A bumper của mình. Không phải bumper, cái là heavy fighter á. Alpha còn đang trên trời không? Không đi, rep. Mày đang đợi cánh. Brad với cả các cu sao rồi? Cu đã hạ cánh. Mày đang đợi đấy. Chờ, mỗi mình bị rơi. Mình cần giúp đấy ạ. Vâng. Alpha Tokyo. Đây. A4 cần resupply đã. Có giá free to landing. A4 landing rồi. Stand by đi để cho hai cái cánh vừa, hai cái cánh này hai. Không. A4 hạ cánh sẵn rồi, chỉ cần tiếp tế thôi. A4 không biết đâu, A4 mình tới xem bạn. Chính là xem bạn mình xem. Bên một rồi mà. Chị sắp cơ cách. What the fuck?
tạo một cái cảnh tông chết mấy đứa coi. Dù bật engine là máy bay nó tự trôi ấy. Rồi, đây là ai đi xem mặt trời. Còn địch đông nhiều hướng west nha. Copy. A một take off, CO. Chạy chạy. A một take off. Ai cần. A một du ôm tim thấy con nào có bóng tròn và nhiều màu được mặt nhé. Là con đéo nào? Khó mắc kính của anh. Bọn Úc nó mới cho hai con Hurricane là bia bay. Nói gì? Thấy phi công đao nhiều á, nhưng mà sao mặt đất vẫn thiếu người? À... 16 chiếc là 16 chiếc nhá, không có thêm nhá. À, không biết, nói chung là có hơi hàng nó nằm nó điều trọng chứ nó có làm gì đâu. Mày không biết đâu, nào đao thì tống cổ nó vào đây cho mày có quân lực đây. À, có hàng này nè. Đó. Ở bên Du hàng kết á. Nó rất là giờ 3 lần. Copy. You respond vào ground team. You trực thuộc thằng Cát Ca. Thì Cát Ca tập trung 4-1-1.
kêu nó đổi, kêu nó đổi luôn. User left your channel. B3, success. Copy that B3. User joined your channel. Ủa còn ai trên không vậy? 1, 2, 3 đi trên không hết. Ủa sắp hết trang rồi, giờ làm sao? Dù có thể gọi bên Dù là vâng, chờ đi. Ok. Đi mình chưa vào trang hết. A1 có một loạt bomber đang bay tới sân bay từ đại rác xuống quét. Bây giờ bay xin cho phép A4 chuẩn bị cất cánh nhé. Em bị vô chuẩn bị cất cánh. Alpha 2 đang trên trời bay về hướng quét. Có một loạt bomber đến đây. Đây, bên đây là cái đấy, Alpha 9 không thì lấy được phép. Mình vừa mới dùng cái 88 bắn bắt các mũi hero vừa rồi. Chưa bắn luôn thì mình. User left your channel. Well, I'm down now. Tạm biệt. User joined your channel. Tạm biệt. Máy bay cũng như thì mình sẽ không thể di tích ra được. Cái này có bị chết gì đâu nội. Máy bay nó chiến rồi. Không được chiến như không thể get out luôn đó. Sao cơ? Mình không thể thoát ra được khỏi cái máy bay. Bởi vì máy bay của mình bị cháy rồi. Mặc dù mình ở mặt đất. Đây hai lần đi. Oh, what the fuck? Alpha 2 hold it, có mấy thằng lính dù đang hạ cánh hàng, mấy thằng phi công đang bật dù kìa, bắn nó đi. Chúng ta còn máy bay nào nữa không? Tạm thời chưa biết. Công việc này lấy mi được con Hurricane vẫn hơi bùa, con này súng yếu vậy. Chúng bao nhiêu? 7 bắn 7.7 thôi. Con P40 thì là phi tính cao. Xe ô tô Air Force. Alpha hiện. Xe ô tô không quân. Alpha hiện. Không quân còn bao nhiêu chiếc? Copy that. Clear to RTB. Dạ, bị đáp được không? Say it. Dạ, bị đáp được không? Free to đáp, free to đáp. Vừa lái rồi, tới đây. Đi đâu?
đi đâu giờ, đi đâu giờ? Come on, get up. Chạy ra cái chỗ tháp phòng không á, cái tháp phòng không á. Đã thành công. Có bị đá được. Ground team to CEO. Send. Toàn bộ AA đã bị tê liệt rồi. Hả? Toàn bộ AA đã bị tê liệt rồi, bị hư hết rồi. Copy. Tình hình là như nào rồi? Chúng ta không có máy bay. Không có thì chịu thôi chứ bây giờ gì? Bao nhiêu kia rồi? Không biết có đếm đâu mà biết. Thì cái bán thôi chứ. Đếm này. Chị nghe thấy không? Chị vậy. Chị vậy chứ. Nhưng bắn bao nhiêu kia rồi? Bắn nãy giờ cái đếm. Vì không đếm. Như ấn U lên ấy, ấn U lên còn nhìn cái chỗ điểm ấy. Có đấy. Có. Ở cái phần mà team của Như ấy. Như không thấy à? Không, cái 12. À, còn mình là 2. Thì hình là không có máy bay. Đây này, có máy bay của mình rồi. Tay chuẩn bị cất cánh rồi. Tay chuẩn bị cất cánh rồi. What the fuck? Well, con này cháy động cơ đấy. Không, chỉ bị leak dầu thôi. Dạ, oi oi đúng không? Cái động cơ này kia là chiến tranh đối với sao nhưng ơi tao vua còn món alpha 2 với bravo 3 thì trời còn lại tí đi hết. Hồi chiếc này đang bốc khói mà bảy màu vậy show tôi tìm show tôi tìm biết bề một nhìn cái bên hiện tại còn bao nhiêu chiếc một chạy bên hậu cần để bơm sâu là bị bắn thì còn hai chiếc bề ba với a hai chiếc đây còn bề một với a năm chịu được holy tệ kìa bề một với a một đang chỉ tiêu còn có hai chiếc chờ có bị đánh hai lần rồi tốt bay tốt quá. Lớn mi không nhầm là tốt là đang bay mấy con A6 đúng không Diêu? Ờ. Bây giờ là đấy, còn mấy chỗ trống này Diêu ra đấy cầm súng bắn máy bay nhá. Được. Ok.
nghe đơn giản. Ủa, buổi sao Duy đậu rồi? Buổi sao Duy chuyển thành cái này rồi? Thì Mi bật được một combo bơ Mi chết luôn rồi. Mi phải có combo bật rơi rồi. Để bay mà Duy đâu? Đi luôn rồi. Hình hình là hết. Round team 2 kill. Thế bảo đi luôn, đổi ro đi lại bình thường thôi. Ờ, đây. Toàn bộ các cái súng, mấy cái súng của Ground Team nó không có re-arm được. Đầu ốp mà em xe hơi hư rồi. Hư rồi là không có re-arm được này. Yêu sửa được, tại vì bọn mình không có sửa được. Negative không sửa bay được. Bay rơi là enjoy rock. Không, không phải nó hết đạn mà nó không sửa được ấy. Thế là bác cuộc không? Không sửa được là nó hư luôn á, nó bị nổ luôn rồi. Siêu bảo thế. Fuck. Còn con bên cạnh kìa bắn đi, bắn đỡ đi. Nó là tình hình xác lập xe của ba tôi. Chưa đây respawn rồi. Channel switched. User joined your channel. User left your channel. Channel switched. Holy shit. Ai là medic. What the f- Sorry. Còn được bắn máy bay nữa buồn quá. Thôi, nó thấy được rồi. Mi bắn nó đang gọi là như mà biết là lên đang lên cầu ấy chứ. Đang lên cầu cực kỳ luôn. Bắn sướng. Thì thấy mày quá rồi. Mà cái kho đồ ít nữa sao mà bắn? Lộn sao là medic? Ủa medic đưa qua súng. Anh chưa biết cái elastic. Còn riêng cái elastic với cả bandic backing thì cái nào hơn chứ? Dù dùng cái basic á, bandic basic á, không cần dùng cái kia đâu. Copy. Ủa dù có súng mà đều có súng. Bandic đều có súng. Dư đi làm mấy được mà Dư đi thành ra thì nó Dư trở thành gọi là gì nhỉ? Dư trở thành đưa đỡ đạn. Ok, đưa tôi khác. Ok, rồi xong rồi đấy, giờ Mi làm gì bây giờ? Bắn này, cái này á? Bắn chứ Mi bắn thế này á? Không, qua bên kia này. Ok. Lạc thế. Đang được đi đối F hoặc 1.
10 mil với hồng Zero nó bắn chết. Ủa rep vô làm medic hả rep? À. Ok ok ok. Vô vô có radio chưa? Số máy, tên số máy. Radio là 44.1 nha. Radio là có hai rifleman không làm gì ấy, thì đi về hướng west có con bomber to ấy. Hai rifleman mà không làm gì nhá. Vô 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 coi cho squad đi. Rồi dương xét ra màu xanh nha. Màu xanh dương á, màu xanh dương á, màu xanh dương á. Ừ. Radio 44.1. Hả sao? Xung quanh em có con chết rồi. Cái gì cái gì? Chắc là mi cần xe sửa xe. Đó là qua radio mi không nghe nữa. Chạy đi. Có NPC nào chạy thế. Chứ sửa chiếc nào đó. Rồi ok ok ok. Ờ chiếc phòng phòng á. Ở xung quanh bay luôn á, xung quanh bay luôn á. Và tìm đỏ chạy ra chiếc phòng phòng kìa. Đây nè, đây nè. Mọi người ở lại heal cho mọi người nha. Mọi người ở lại heal cho mọi người. Còn những người còn lại sẽ đi kiếm lại BC quăng vô phía đó rồi nha. Đó là vô ở lại nha. Copy, copy. Đi, đi heal me nè Red. Ủa, đi bụng ở xung quanh bay luôn á, xung quanh bay luôn, xung quanh bay luôn. Có bay hay là cái bay to hay là cái bay nhỏ này? Cái bay cái sân bay hay là cái bay nhỏ nhỏ này? Cái à. Chỗ mà cái lều màu trắng á. À. Cái đó chỗ đó là Field Hospital nha. Ok. Đó là đem vô đó à? Mấy thằng không chú ý ở hướng South East, mấy bạn quay lại. Mấy thằng ví dụ mình phát hiện bị thương là mình vác nó vô đó hay sao? South East, South East. Đúng rồi, mình stable lại 20, 120 mình quăng nó vô đó. Ok, ok. Thấy rồi nha, Northwest kìa, Northwest kìa, bắn chết mẹ đi. Xí xa chạy xe vào trong. Cái cây cây, cao bọn mình xin cái xe cây. Bọn mình xin cái cây. Chạy, chạy, chạy. Cú shot, cú shot, cú shot. Chạy à. Chết bà. Trời ơi, lúc nữa mới xin được cái xe xong. Ờ, chiếc xe còn bán được gì sao? Ờ, xin rồi chạy tới đài, ra đây liền, cứ kết đàm. Ờ, ok, ok, copy, copy. Máy bay ở hướng East, Direct East đang bay tới mình kìa. Zero, Zero đang cắt kìa. East, East, East.
mà. Trời ơi. Mày đang tới nè, mày đang tới. Chạy chạy chạy. Cứ shot, cứ shot, cứ shot. Mày mày cần mọi người ngồi lên chiếc cái hai chá này bắn 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 nhau kìa. Lát sắp hết đạn nha. Cho người lên đi, cho người lên đi. Nó chết sửa xong mày nhanh thôi. Cái đều chạy không được. Ê, mình còn xe Riam không? Mình còn xe Riam đạn với lại Fusion. Xe Riam đạn chạy về vị trí phòng không để Riam cho phòng không nè. Có đâu, có đâu, có đâu. Chạy, xe sửa đâu, xe sửa đâu, các ca xe sửa đâu, chứ đừng băng có máy bay đang sẽ bị cháy kìa. Xe sửa bị nổ rồi, xe giờ chỉ sửa tay được không? Sửa tay đi bạn. Có đâu vậy, có đâu vậy, có đâu vậy. Đỏ tiếp đỏ rồi, từ Iron lấy xe đạp đi. Alo, có đâu rồi, có đâu rồi. Tiếp đỏ rồi, tiếp đỏ rồi. Phòng không chú ý, phòng không chú ý. Máy bay ở Ngít, Zero ở Ngít đang cát kìa. Copy, copy. Nó đang quay lại, đang quay lại. Chuẩn bị cát, chuẩn bị cát vào Ngít, direct East luôn. Đã thấy rồi đấy. Máy bay cần đạn nha, đưa xe đạn ra chỗ máy bay để tiếp đạn nha. Copy, copy. Kết ở lần trước kia kìa chú ơi. Máy bay ở hướng sao, máy bay Zero ở hướng sao. Hết đạn, hết đạn. Nó bay về hướng East kìa, nó bay về hướng East kìa. Tiếp đạn cho Zero, sao quét Zero, sao quét đạn. Hết đạn.
Ờ cái đường đường băng nào còn lý sợ. Cái đường băng dài của bên mình bên tay phải ấy. Mày Du làm cái đéo gì mấy mày mấy bom vậy? Hả? Du làm cái gì mấy mày đéo bom vậy? Hưng Bùi gọi mi đi mà. Bố mẹ nó gọi Du đi ở luôn á. Hả? Thì ban nãy Du bảo là Du Du bảo là Hưng Bùi gọi người đi gì nữa là sao rồi Hưng Bùi gọi mi đi thôi. Ấy là không không có người chặt xe về phía á. Xe gì vui tìm cái xe kia đang đang thiếu người kìa. Ok copy. Map ơi, như băng bó xong rồi chịu quay về hangar đi nhé. Đường băng cơ lê không ai rồi, đường băng có cơ lê không vậy? Lê à? Ờ băng băng. Ok, copy. Ờ cơ lê đường băng để cho máy bay ném bom nó cắn kìa. Đường băng cơ lê rồi, xem nha. Ủa chưa đi tiếp đạn ở đâu vậy Rob? Còn đi tiếp đạn ở chỗ tại công lưu á. Thế sửa chữa mình là hư rồi đúng không? Không chạy. Yeah. À, chạy được rồi.
radio rồi. What the fuck? Tôi đã mắc bà ra radio rồi. Nó chạy để lấy cái radio. Máy bay nó đậu dưới đồng ăn nè. Máy bay đào gì nữa. Chịu rồi, chịu. Hay à. Thank you. Có. Tất cả ai cũng tham gia cũng không tập trung ở hướng ít của cái ra đây. What the f- đừng hướng ít, đừng hướng ít. Vậy người anh bảo mấy thằng bên kia đúng nó không chơi trò bay siêu thấp bắn cát bay qua nhé. Có mỗi thủ muốn nó bay siêu thấp nó bắn hey. Cát xong nó bảo nó bỏ đi ấy. Rụng rồi hả? Rụng nãy giờ rồi, mới đi tìm thương binh nãy giờ. Bị hình như là chuẩn bị bắn với con đường của nó thì... tất cả mọi người chú ý này, bây giờ mọi người ấy là có cái bunker ở hướng east và hướng west này, mọi người chia nhau ra đi vào bunker núp và kiểm tra xem có đối phương nó có đổ bộ đây này không. Map ở theo mình này. Chúng ta ok mọi người tự chia ra đi. Ở hướng north chưa có ai thủ rồi. North ai thủ không? Ok. Hello. Medic đưa qua sốc đưa qua radio luôn. Nãy giờ mới chạy quanh. Ok luôn. Nhanh. Cái cục ngoài kia kìa rồi. Hả?
Channel switched. Channel switched. Tám phẩy tám ly hết đại nha. Mon không mon còn đèn không mon? Còn. Hồi nãy ai báo hết đèn vậy? Ê, những ai không tham gia phòng không tản ra 360 nhá. Đặc nhiệm địch nó tới ấy. Mấy dù bắn bằng cái cây 308 nó không ăn đâu. Đừng quạt, đừng phí. Đi bắn người. Yep. Lê đừng mang cho bomber đáp kìa. Cơ bình. Nhanh con mình. Tài, vô đâu rồi? Mày đang ở chỗ tháp radar, hướng ít tháp radar. Vô quay về cái bunker hướng nó. Nhanh, quay về cái bunker hướng nó. Đường băng bên tay phải, liền rồi. Ok rồi, rút ra đi, bomber chuẩn bị đáp. Dù là tống máy bay ra luôn á. Nhanh thôi. nhanh con check. Ê, ông nào nó lấy cái xe đẩy ấy, ở ngay cái chỗ mà mình có mấy cái xe, có mấy máy bay đối phương cắm mặt xuống ấy, dù đẩy ra được không? Mấy cái này không phải ở đâu, mấy cái đấy không phải ở đâu. Ok, rồi gọi ra. Máy bay đối phương ở hướng north kìa. Nói nha. Mọi người đứng tản ra, bọn nó cắt vào vị trí của phòng không là ăn đạn đủ ấy. Máy bay đang ở hướng east. Cái gì á? Looks like we lost the bomber. Máy bay hướng sao?
30 giây phòng 30 giây tiếp đèn tới nha. Ờ cháy rồi, cháy rồi. Cú chóp, cú chóp. Holy shit. Đây là ném bom à? Cẩn thận bọn nó hay cast từ hướng east và hướng south nhé. Hướng south kìa, hướng south kìa. Chưa một khói kìa. Hơi xa kệ đi, hơi xa. Ở hướng northeast, northeast quay lại kìa, northeast quay lại kìa, nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị cắt. Sao quét đang quay lại kìa. Đợi khi nào... Ê đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn. Đợi khi nào mà nó trú mặt của mình ấy. Rồi, go, 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 go. Mà sao cái xe đi không được. Bật e lên chưa? Không bật engine được. What the fuck? Ở đúng không? Nóc kìa. Má sẽ hư động cơ hả? Hư động cơ rồi. Má. Trời má, cháu giáp cháu lại hồi nãy nữa. Không, nhanh nhanh nhanh. Tao bay vào đây được. Rồi đi rồi. Ủa ném đâu vậy? Sao sao sao? Ờ. Ê ê ê còn sống không? Ê còn sống không? Còn. Đâu? Khỏe khỏe khỏe. Cẩn thận, nó quay lại kìa, nó quay lại kìa. Nó quay lại kìa. À, có một chiếc ở hướng nót đang chạy xuống nè. Có một chiếc ở direct nót luôn. Rớt. Ghê. Ê, hướng nót nó đang bay tới kìa mày. Copy, copy. Chiếc phòng không nó sửa được không ạ? Hello. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. User left your channel.